Shop hàng Nhật Lệ xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu các bác một chiếc nồi chiên không dầu của hãng Magic. Đây là một chiếc nồi chiên không dầu dành cho thị trường Nhật nội địa, cho nên là sử dụng điện lưới 100V các bác nhé. Các bác lưu ý là nó sử dụng điện lưới 100V là phải qua biến áp nhé. Đây, một chiếc của hãng Magic. Nhiều bác thì cứ hỏi là cái nồi này nó bao nhiêu lít, thì em nhìn thông số thì nó chẳng thấy nó ghi bao nhiêu lít cả. Đấy, cho nên cũng chẳng biết bảo với các bác bao nhiêu lít, chỉ có biết là đo kích thước cho các bác thôi. Con này chiều cao của nó em đo là 31 phân. Đấy, 31 phân đường chiều cao vỏ các bác nhé. Đường kính ở bên ngoài là 25-27 phân, khoảng 27 phân. Đấy, trong lòng ruột này của nó thì chiều cao em đo là 9 phân. Đường kính này là 18 phân. Đấy, còn nó không ghi là bao nhiêu lít, cho nên là cũng chịu chết, chả biết là bao nhiêu lít đâu ạ. Đấy, đây là một cái chiếc nồi chiên không dầu, còn rất là đẹp mọi người. Đấy, xoong chống dính nha. Con này có cả cái lắp đậy để ấn lên mở ra. Đấy, vệ sinh phần dưới. Đấy, chiếc nồi chiên không dầu. Cái nồi này thì phải thật sự là mới đầu em cũng không nghĩ là nó nấu được nhiều thứ như vậy. Mang về nhà nấu thử mới thấy là các bạn, chiên khoai tây này, rán cá, rán đậu, chiên sườn, chiên thịt, nhất là những cái món thịt nướng cực ngon luôn, vàng ruộm luôn, rất là vàng các bạn. Em đã có những cái clip đưa lên qua xem đấy. Nấu cực kỳ là nhàn đấy, không tốn dầu mỡ gì cả. Các bác cho vào đây, cái lượng gió trong này, con này nó sẽ thổi đâu nhá, thổi đối lưu. Cái quạt này này có cái máy so thổi điện, thổi nhiệt nó đều khắp cả máy luôn. Đây, như con này các bạn nhìn, tên máy so như mới này, gần như con này gần như chưa dùng. Đấy, trên này gần như là chưa có tí mỡ là bắn lên cả, vẫn rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, được mới luôn. Đấy, nấu được đa năng các loại món luôn, chiên xào, chiên các món chiên nướng, rán đủ hết cả, cá hết cho đấy rất ngon luôn. Đấy, lắp đậy này con này. Con này thì là hạng dạng điện tử các bác nhé. Đấy, có điều chỉnh thời gian này, bên này là đồng hồ thời gian này, bao nhiêu phút này, chưa? Bên này là báo cài đặt nhiệt độ này. Đây, cái này còn có đây menu nấu này, nấu món gì này, có nhá, điện tử nhá. Ví dụ như đây là chiên khoai tây này, đấy, chiên khoai tây nhá. Đấy, tắt đi này. Đấy, thời gian, nhiệt độ chiên các món gì. Đồng hồ điện tử báo. Đây, nó đã chạy rồi thì phải chờ một tí, tôi tắt đi thôi nhé. Mình cài đặt lại. Đấy, rán cá thứ này. Đây, menu này, chiên khoai tây này, xương này, gì đây, cá này. Đấy, có sự mặc định cho các bác thời gian mỗi một menu nhé. Mỗi một menu thì sẽ có một mặc định thời gian cho các bác này. Đấy, con này nó dạng điện tử, phím cảm ứng. Phím cảm ứng các bác nhé. Chiếc nồi của thị trường Nhật nội địa, toàn chữ Nhật rồi. Cái nồi này em xem nó bao nhiêu watt này. Nồi này của nó là 1100W các bác nhé. Đấy, 1100W. Cái chiếc nồi này em bán là 2.800.000, giá chưa phí vận chuyển. Bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Bảo hành 6 tháng. Đấy, chào các bác.